và chết khổ sau. Tứ lậu tức là dục lậu, ngũ lậu, kiết lậu và vô minh lậu, à, mà dẫn đầu chính là vô vô minh. Đó là cái câu mà ngài trình bày hay dẫn chứng về cái đời sống của chúng sanh như vậy, không thể nào thoát khỏi cái cảnh này. À, thì qua cái vấn đề mà chết này, cái đề tài mà chết là, thì trước khi nói về gì sống thì chúng ta nói về chết trước. Thì chúng tôi nhớ một cái tích truyện trong cái kinh Pháp Cú, thì có một ông thương buôn đó, các người ông chở, ông đi buôn, ông chở những cái hàng hóa để mà ông đi buôn. Thì ông tới một làng thì bị trời mưa bão lớn kéo dài 7 ngày liên tục, mưa bão ông không bán buôn được nha. Thì ông mới suy nghĩ là thôi ông quyết định ở lại, ở lại đó rồi. Hết mùa này một khác mùa mưa rồi qua mùa thu mùa hạ gì đó ông ở cho để buôn bán cho nó hết thôi. Thì trong trong lúc ông ở đó thì Đức Thế Tôn với ngài nó đang đi bác đi ngang đó, thì Đức Thế Tôn nhìn thấy ổng. Đức Thế Tôn thấy ổng thì Đức Thế Tôn mỉm cười. Thì ngài nó đang thấy Đức Thế Tôn mỉm cười thì không biết duyên sự gì mà Đức Thế Tôn ngài mỉm cười, thì mới bạch Thế Tôn sao Đức Thế Tôn mỉm cười do nhân duyên gì. Thì Đức Thế Tôn mới nói ông có thấy Nanda có thấy ông mà tôi buông nó không. Thì Đại Đức Nanda nói là thấy. Thì Đức Thế Tôn nói là ông đó ông còn 7 ngày nữa là ông chết, tức là ông chỉ sống với ngày thứ bảy là ông chết thôi, 7 ngày thôi. Thì ngài Ananda mới ồ vậy bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn có thể cho con tới con báo cho ông biết không. Thế Tôn nào thì cứ tới tự nhiên, cứ tự do tới nói gì nói cho ông biết. Thì ngài Ananda mới đi tới gặp ông. Thì ông thấy ngài Ananda tới thì ông cũng đảnh lễ rồi cúng dường cho ngài Ananda xong. Ngài Ananda mới hỏi ông là ông đi đâu giờ này, ông ở đây từ chừng nào ông mới về nhà. Thì ông mới trình bày, ông nói là ông vì cái thời tiết này kia ông thì ông ở lại, ông ở lại cho đến khi nào bán hết được cái đồ đạc thôi. Tức là ông ở trọn cả mùa mưa mùa lạnh mùa nóng vậy, ông ở luôn mấy mùa luôn vậy. Và ông làm những công việc này công việc kia vân vân. Thì ngài Ananda mới nói ông cố gắng tinh tấn tu học đi, đừng có dễ người gì đó. Thì ông mới thấy làm lạ, ngài Ananda mà nói vậy thì ông hỏi chắc có chuyện gì hay sao mà ngài nói vậy. Thì ngài Ananda mới nói là ông chỉ sống được 7 ngày thôi đó, ông 7 ngày là ông chết. Ông nghe quản, ông nghe ông cái tâm ông quản, ông mới thỉnh Đức Thế Tôn cũng như ngài Ananda trai tăng liên tục 7 ngày, tăng liên tục cúng dường Đức Phật với lại ngài Ananda liên tục 7 ngày. Thì trong lúc đó Đức Thế Tôn có giảng pháp cho ông nghe, rồi Đức Thế Tôn mới kể lên một ngâm lên một câu kệ, mà không biết hồi xưa Đức Thế Tôn ngâm kệ sao, mình ngâm theo cái kiểu mình giờ thì hồi xưa không biết Đức Thế Tôn ngày ngâm sao. Thì thí hiện lại câu như vậy thì đang quá sân và xin xa mi y tha man ta ghim hi su y ti ba lo vi sinh te ti Antarayang na bút cha ti. Lúc đầu ngâm và kệ đó là ý nghĩa là mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy không tự giác hiểm nguy. Dạ không biết là người ngu cứ nghĩ tới cái chuyện mà ở hết mùa này mùa khác để mà buôn bán, để mà lo qua cái chuyện đó mà không có nghĩ đến cái chết nó đến kế bên, còn có 7 ngày nữa là chết. Mà ông này thì trong chú giải đó, cái điều gì nói là sao tôi thuyết cho ông kệ ông nghe lại bài pháp vậy đó, ông chứng đắc tu là quần. Là phải công nhận là ông này cái phước cũng quá lớn.
nghe ông đắc lưu quần, và tới 7 ngày, cái ngày thứ 7 ông bị đau nhức đầu, cũng khởi lên cái sự nhức đầu, ông nhức đầu xong ông chết luôn. À, chết đúng ngày thứ 7 ông chết. Từ khi ông chết ông sanh về cõi Tusita, tôi sanh về cõi báo xuất. Thì ông này đúng là ông đại phước ha. Ông gặp được Đức Phật, chứ nếu không có Đức Phật thì thôi cũng xong luôn rồi ha. À, thì cái câu chuyện đó thì nói lên cái chết nó đến với mình, là mình không có biết được, mặc dù ông này cũng rất là khỏe mạnh, rất là ngon lành, đi buôn bán khỏe ra mà chẳng chết thì thôi. À, thì như vậy mình không hiểu lý do tại sao, thì trong đây chúng ta sẽ trình bày để quý vị biết về nguyên nhân của cái chết như thế nào. À, thì trong vấn đề này chúng ta được biết nó chết đó, tức là một cái vấn đề, là một cái sự mà chấm dứt, một cái sự diệt tận của cái gọi là mạng quyền. À, tức là cái mà để mà gìn giữ cái đời sống của mình đó, thì được gọi là mạng quyền. À, nó gìn giữ cho xác này của mình được tồn tại, và nó giữ cho cái tâm mình nó được tồn tại, thì được gọi là mạng quyền. Thì khi nào mà cái mạng quyền này, cái sắc mạng quyền, những cái danh mạng quyền này mà nó chấm dứt đó, thì gọi như là một nguyên nhân đưa lên cái chết. Và tới cái sức nóng trong người mình, sức nóng trong người mình nó bị mất, và cũng như mình sẽ chết. Và cái thức chấm dứt, thì như vậy nó sẽ cái chết mà để mà đưa đến nguyên nhân mà đưa mình đến cái chết, tức là nó do mạng quyền, sức nóng và thức của một nhân mà nó chấm dứt, thì lúc đó cái chết nó xảy ra. À, đó là nói chung là nó là như vậy. Thì khi mà mình mà chết đó, thì ba cái này là mạng quyền, có hai là sắc sắc mạng quyền và danh mạng quyền, rồi cái sức nóng trong người mình đó, nó bị lạnh mình chết ha, và cái thức mình chết là bây giờ mình chết. Thì qua cái vấn đề này á, thì cái nguyên nhân của cái chết này nó trong ví dụ pháp Đức Phật có dạy là nó có bốn nhân, bốn nguyên nhân để đưa đến, để biết được cái nguyên nhân về cái sự chết như thế nào. Thì trong cái bốn nguyên nhân này, cái nguyên nhân thứ nhất là về cái tuổi thọ, tức là khi mà tuổi thọ hết, tuổi thọ bị diệt thì người đó chết. À, tức là cái nguyên nhân biết là cái tuổi thọ diệt, tức là người đã chết. Như thí dụ như mình sanh là con người mà cái tuổi thọ mình 80 tuổi, thì khi tới 80 tuổi mà tới đúng cái tuổi hết cái tuổi thọ rồi thì không còn sống được nữa, thì người chết 80 tuổi. Hoặc là những vị chư thiên sống tới mấy trăm triệu năm, mấy chục triệu năm thì hết tới tuổi thọ họ chết. À, nhưng mà khi họ chết như vậy, cái nghiệp phước mà được sanh làm người hoặc là sanh làm trời nó vẫn còn. À, thí dụ như cái phước mình có thể sống được tới 100 tuổi, nhưng mà cái tuổi thọ của cái con người mình chỉ có 80, hết tuổi thọ chết. À, tuy nhiên cái phước mình vẫn còn, nhưng mà vì hết tuổi thọ, thì như vậy là cái nguyên nhân mà đưa đến cái chết là cái nói về cái tuổi thọ diệt, tuổi thọ tối đa của một cái chúng sanh nào đó, người mình bây giờ 80 hay là 100 không, hoặc là có người tuổi thọ tới 101, 102 chẳng hạn. À, hoặc là tuổi thọ của những vị thiên thì người ta lên tới bao nhiêu triệu năm. À, thì cái nguyên nhân thứ nhất cho mình là cái là tuổi thọ diệt. À, đó là nguyên nhân thứ nhất đem đến cái chết. À, rồi cái nếu mà trong cái nguyên nhân thứ nhất này á, nó chưa chưa hết á, thì người ta qua tới cái nguyên nhân thứ hai là nghiệp diệt. À, tức là nguyên nhân thứ hai, tức là tuổi thọ diệt xong rồi tới nghiệp diệt, tức là người đó có thể chết trước cái tuổi thọ. À, thí dụ như mình sống 80 tuổi nhưng mà giờ mới có 60 tuổi mình chết rồi. À, giống như cái ông đó nãy đó, ông mà thương buôn tuổi thọ ông thì 80 mà ông về tuổi đó ông còn đi buôn bán là chắc ông khoảng 40 50 tuổi vậy đó. À, thì như vậy là ông chết do vì dựng nghiệp diệt, tức là có thể chết trước cái tuổi thọ. À, tức là do cái nghiệp mà lúc mà tục sanh đó, cái nghiệp mà mình là tục sanh làm người đó, bởi cái quả nghiệp đó được thọ lãnh trong cái này đó. À, lương thọ đó mình chưa hết, nhưng mà cái phước của mình sanh làm người đấy nó hết rồi. À, những cái phước đó đã hết thì giờ mình sẽ bị chết. À, nhưng mà thí dụ như giờ chúng tôi sống được 100 tuổi thì tuổi thọ được 100 tuổi đi, nhưng mà cái phước mà được sanh làm người đó, thì chỉ được hưởng cho đến khoảng 70 tuổi 80 tuổi là hết.
À, bây giờ là như vậy, khi mà hết phước chết thì được gọi là nghiệp diệt, tức là do cái nghiệp chấm dứt. Thì vậy đó là cái nguyên nhân thứ hai mà đưa chúng ta đi đến cái chết. À, rồi tới do hai cái nguyên nhân này, rồi hai cái này mà cộng lại chung thì nó gọi là chết cả hai, tức là nguyên nhân thứ ba là hai diệt. À, tức là cả hai diệt là khi mà mình sống tới thì 80 tuổi, tới đúng 80 tuổi mà cái nghiệp mình sanh làm người nó cũng vừa đúng 80 tuổi nó hết, thì cả hai này cùng lúc là cái vừa cái sanh nghiệp và vừa cái tuổi thọ nó chấm dứt, thì như vậy là mình chết do cả hai cộng lại, và hai cái nguyên nhân này cộng lại thì đưa chúng ta đến cái chết. Và như vậy là chúng ta sẽ chấm dứt cái đời sống và hai cái cùng lúc là vừa tuổi thọ và vừa nghiệp diệt, thì nguyên nhân thứ ba được gọi là cả hai diệt. Rồi tới cái nguyên nhân thứ tư thì được gọi là sát nghiệp. Nguyên nhân thứ tư này sát nghiệp tức là cái nghiệp mà nó mặc dầu cái tuổi thọ mình còn ha, mặc dầu cái nghiệp phước mình còn, nhưng mà do cái sát nghiệp nó xen vô, trong cái nghiệp nào nó trong quá khứ nó xen vô, nó cắt đứt thình lình cái đời sống của mình, thì được chúng ta thay thường gọi là chết bất đắc kỳ tử đó. Hàng nhiều người còn đang trẻ trung, còn khỏe mạnh, còn tốt ha, bị virus nó chui vô nó quất cho cái chết tại chỗ, thì như vậy là sát nghiệp. Tức là cái phước vẫn còn, phước về tuổi tuổi thọ còn, phước nghiệp cũng vẫn còn. Cho nên khi mà bị chết mà bất đắc kỳ tử như vậy thì được gọi là sát nghiệp. Thì như vậy có bốn nguyên nhân mà để đưa chúng ta đến một cái chết, tức là do hết tuổi thọ. Như mình hết tuổi thọ thì mình chết, thì cái đó không nói gì không. Rồi hết cái nghiệp, tức là hết cái nghiệp, cái phước mình hết rồi mình cạn rồi mình chết thì cũng không không có gì. Rồi hai cả hai hết thì cũng đúng lúc. Và nhưng mà cái chết thứ tư là cái chết bất đắc kỳ tử. Cái chết này không ai biết trước được ha, khi mà cái ác nghiệp nó xen vô nó cắt đứt cái đời sống của mình, làm cho mình chết, thì gọi là chết bất đắc kỳ tử. Thì chúng ta thấy là qua bốn cái nguyên nhân chết nè, ba cái chết ở trên đó, ba cái chết mà một hai ba đó, tức là hết tuổi thọ rồi hết nghiệp và cả hai, thì ba cái chết nguyên nhân này được gọi là ba cái chết hợp thời. Hợp thời đúng thời, không có gì mà mình phải thắc mắc không, là chết vậy chết đúng thời. Bây giờ mình sống 80 tuổi mình chết thì đúng rồi, già quá chết không có gì, rồi hết phước rồi chết cũng đúng rồi, rồi cả hai thì quá đúng ha, không nói gì hết. Mà nhưng mà còn cái thứ ba đó mà mình chết do bị sát nghiệp á, được gọi là chết phi thời. Tức là cái đó là nó trật, nó không có đúng vô cái thời đó. Cho nên chúng ta biết cái chết thì nó có nhiều cách nhiều kiểu để đưa chúng ta tới cái chết. Là ví dụ giống như là cây đàn đi ha, bây giờ một ngày mình đốt cái đàn cày lên, thì cái đốt dầu lên ha, mình đốt cái đàn dầu lên, thì cái đèn dầu nó chết để cái là dọn tắt á, đèn dầu nó bị tắt thì nó có bốn nguyên nhân. Tức là giờ mình lấy cái đèn dầu ra mình đốt lên thì cái đèn dầu mình để lát mà nó tắt thì nó do bốn nguyên nhân. Thứ nhất là do nó hết tim, cái tim nó bị lộn hết tim, nó tắt, là hết tim rồi, hoặc là nó còn tim nhưng mà nó hết dầu, nó hết dầu. Khi mà nó hết dầu cạn dầu ra rồi thì nó không còn sức sức cháy nữa thì nó tắt. Hoặc là do cả hai luôn, tức là vừa lụng tim mà vừa hết dầu luôn, thì do cả hai này cái lửa nó bị tắt. Và cái thứ cuối cùng là do bất ngờ có một cơn gió mạnh thổi tới, thì cơn gió mạnh thổi tới này coi là coi như là chết bất đắc kỳ tử, coi như là cái lửa này bị thổi bất ngờ bị tắt. Thì như vậy cái chết của mình cũng vậy đó, cái chết của chúng sanh cũng vậy đó. Thì do hết tim là chết, do hết dầu là chết, hoặc là cả hai chết, hoặc là bất ngờ xen vô. Thì như vậy chúng ta đó là ví như cái bốn nguyên nhân chết này ví như là một cái ngọn đèn dầu, để cho chúng ta thấy một cách rõ ràng. Thì khi mà mình còn khỏe, còn sống, còn tốt đẹp ha, mà nó chết thì coi như chúng ta bị chết bất đắc kỳ tử. Những người mà bị bệnh corona này chết thì có thể là do người trẻ thì chết do bất đắc kỳ tử, người già thì mình cũng còn không nói đâu. Thì như vậy là nó có theo nhưng mà trong giải phân chúng ta biết đó, có bốn nguyên nhân: do tuổi thọ,
do nghiệp diệt, do cả hai và do sát nghiệp. Đó là những nguyên nhân đưa đến cái chết, cho chúng ta thấy rõ vấn đề là như vậy không. Rồi khi mình nói nguyên nhân xong, chúng ta phải nói tới nghiệp. Cái nghiệp nó phát sanh lúc cận tử, trước khi chết và trước khi chết như thế nào. Thì cái người mà sắp chết đó, trước khi lâm chung đó, thì nó có những cái nghiệp lực nó phát sanh, nó đưa ra, nó phát sanh trong những cái sự việc, nó hình tướng những sự việc nó xảy ra, qua một trong sáu cửa, tức là cửa nhãn, cửa nhĩ, cửa tỷ, cửa thiệt, cửa thân và cửa ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì đối với người mà sắp chết thì nó sẽ phát sanh ra một trong những sáu cửa này. Thì những cái nghiệp mà phát sanh lúc cận tử rồi đó thì nó cũng có bốn. Đó là nghiệp mà sanh lúc cận tử nó phát sanh, thì nó cho chúng ta có bốn cái vấn đề. Thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp tức là có ý nghĩa là một cái nghiệp mà rất là mạnh, rất là nặng nề, rất là trưởng, nó kêu là về nó nổi bật, nó mạnh nhất á, thì được gọi là cực trọng nghiệp. Đó là cái nghiệp thứ nhất. Bởi vì cái nghiệp này có thể ví như là một người mà tu tập về thiền định á. Ví dụ như người đó đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì những người này được gọi là cực trọng nghiệp mà thuộc về thiện. Thuộc về thiện tức là trong cái cực trọng nghiệp này nó có hai, thiện và bất thiện. Thì những người mà tu tập mà ta đã chứng đắc sơ thiền, sắc giới, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, hoặc là thiền vô sắc á, thì những người này thành tựu được cái gọi là cực trọng nghiệp của thuộc về thiện pháp, tức là về thiền. Còn về mà bất thiện á, thì những cái cực trọng nghiệp á, như là hạn như là mình giết cha giết mẹ, hay là mình làm đã thương Phật, hay là mình làm những cái nghiệp quá mạnh quá nặng nề, nó đưa đến một cái gọi là cực trọng nghiệp. Và cái nghiệp này nó sẽ hiện lên, nó lấn át tất cả những cái nghiệp khác trong giờ phút cận tử. Và chắc chắn rằng nếu mà mình đã làm cái cực trọng nghiệp rồi đó, thì giờ phút lâm chung chắc chắn nó sẽ sinh khởi trong cái dòng tâm thức mình giờ phút cuối cùng, tức là lộ cận tử nó sẽ phát sanh. Nếu mình có cực trọng nghiệp, chẳng hạn như người đã giết cha giết mẹ thì thôi coi như xong, giờ phút lâm chung là cái nghiệp nó phát sanh liền, và chắc chắn sẽ bị đọa bốn đường ác đạo, chắc chắn sẽ đi vào cõi dữ. Thì đó là do cực trọng nghiệp mà người đó. Còn nếu mà cực trọng nghiệp về thiền á, thì là quá đẹp quá tốt ha. Giờ như mình cố gắng mình tu tập thiền, mình đắc được sơ thiền hay nhị thiền này, thì do cái cực trọng nghiệp này thì giờ phút lâm chung thì nó sẽ phát sanh trong cái lộ cận tử, và chúng ta sẽ sanh về những cõi phạm thiên, cõi đại phạm thiên. Thì đó là cái thứ nhất về cái nghiệp, cho chúng ta biết là nó, thứ nhất là cực trọng nghiệp. Rồi cái thứ hai là cận tử nghiệp. Bây giờ nghe nghe đi, cận tử nghiệp ha, tức là cái nghiệp sanh là lúc cận tử, tức là nếu mà không có cái cực trọng nghiệp này đó, tức là mình không có phạm vào những cái cực trọng nghiệp này, hoặc là mình không có những cái nghiệp thuộc về như mạnh mẽ như thiền, thì nếu không có cái này thì nó sẽ qua tới cái cận tử nghiệp. Tức là cận tử nghiệp là ý nói là những cái nghiệp thuộc về thiện hay là bất thiện, tức là nghiệp thiện hay bất thiện do mình tạo, mình đã tạo trong cái thời quá khứ, hoặc là trong cái đời sống mình, nói chung là giống như trong đời sống hiện tại này không. Ví dụ trong đời sống hiện tại mình tạo những cái nghiệp mà nó thường xuyên, mình làm thường thì được là thường nghiệp, thì gọi nghiệp đó gọi là thường nghiệp. Nghiệp này nó sẽ phát sanh, nó làm thành đối tượng cho cái tâm của mình trong giờ phút cận tử, giờ phút lâm chung. Ví dụ như mình làm một cái việc thiện nào đó thường xuyên, chẳng hạn như giờ mình hành thiền liên tục, mình mỗi ngày nào cũng tập đều như vậy, ngày nào cũng tập hành thiền rồi tập riết nó thành một thói quen, hoặc là mình đọc kinh thường xuyên nó thành một thói quen thì trở thành thường nghiệp. Hoặc là một người làm những việc ác xấu thường xuyên, thì nó trở thành một cái thói quen. Chẳng hạn như người sống bằng nghề sĩ, nghề mà đánh cá đánh tôm, người sống bằng những cái nghề mà ác đem đến sự đau khổ cho chúng sanh, mà làm thường xuyên như vậy trở thành thường nghiệp mà thuộc về bất thiện. Còn người nào làm những việc thiện mà thường xuyên thì được gọi là thường nghiệp, thuộc về thiện nghiệp.
thì những cái chuyện mà thường xuyên mình làm như vậy nó trở thành thường thân duyên á, thì nó được gọi là thường nghiệp. Thì nếu mà mình có cái này thường xuyên đều á, mà giờ chót cái lâm chung mà cực trọng nghiệp nó không sanh, nó không có nó, thì cái thường nghiệp nó sanh. À, thì khi thường nghiệp này nó sanh ở lúc cận tử á, thì nó rơi vào trong cái cận tử nghiệp. Thì nếu mà là thiện á, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào nơi an vui, nếu là bất thiện thì sanh vào những khổ cảnh. À, cho nên chúng ta hiểu được những cái cách này, chúng ta cố gắng thực tập thường xuyên để mình có được cái thường nghiệp. À, thường nghiệp thường hàng ngày làm thành thói quen. À, giờ sáng ra đọc kinh thành thói quen, hành thiền rồi làm những việc thiện quen, cái suy nghĩ thiện thì tập hoài cho nó thành một thói quen, thì giờ phút lâm chung nó khởi lên cái mình phải ra. À, nhưng mà phải tránh xa những cái nghiệp ác, rồi mình làm những nghiệp sát sanh, làm những nghiệp buôn bán rồi vũ khí buôn bán chất độc này vân vân, mấy ngày đó mà thường xuyên làm riết nó thành thói quen là rất là nguy hiểm. À, cho nên phải làm cái việc mà về cái thường nghiệp cho nó được tốt đẹp. À, thì nó giữ cho mình tới giờ phút lâm chung. À, mình sẽ được cái lộ cận tử nó sẽ phát sanh cái nghiệp về là thường thân cái duyên này nó phát sanh. À, nếu mình không có cực trọng nghiệp, đó là cái vấn đề mà cái nguyên nhân thứ hai phát sanh về cái nghiệp cận tử nghiệp. Rồi tới cái thứ ba là nghiệp tướng Thammanibbata, nghiệp tướng. Tức là cái vấn đề này nó phát sanh thì nó là những cái cảnh nó phát sanh. À, chẳng hạn như là mình một người mà đồ tể, nó phát sanh giờ phút lâm chung nó hiện lên cái hình ảnh đó. À, thí dụ nó thấy con dao mình làm đồ tể, mình thấy con dao chém giết đó, hoặc là mình thấy những cái đồ nghề mình làm mổ bò mổ này mổ kia, nó thấy những cái đồ vật đó, hoặc là giết heo này kia, có những người chết dưới giết heo đó. À, họ giờ phút lâm chung họ sẽ thấy, được gọi cái nghiệp tướng nó phát sanh, họ sẽ thấy vậy. À, chết giống như heo đó. À, thì đó là những cái thuộc về mà nghiệp tướng là thuộc về bất thiện. À, như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, xúc pháp gì đó mà nó liên hệ đến những cái nghiệp tướng mà cái nghiệp mình làm về bất thiện nó sẽ phát sanh trong giờ phút cuối cùng, giờ phút lâm chung. À, cho nên chúng ta phải để ý vấn đề này không? À, chúng ta phải cẩn thận trong cái đời sống mình, tránh những cái làm những cái nghề nghiệp mà ác để nó phát sanh giờ phút chót, nó phát sanh nghiệp tướng này là mệt lắm. Rồi đó là về bất thiện, còn về thiện ví dụ mình làm những việc thiện tốt đẹp, chẳng hạn như là hoặc là những vị mà bệnh, những vị bác sĩ đó, thì người ta thấy chẳng hạn như người ta thấy bệnh nhân đến rồi họ cái hình ảnh những bệnh nhân đó, hoặc là như Phật tử thì thấy hương hoa, hoặc là thấy hình ảnh Đức Phật chẳng hạn, hoặc là thấy tăng ni vân vân, thấy những cái cảnh thuộc về cảnh thiện tốt, thì những cái nghiệp tướng này nó sẽ phát sanh, phát sanh trong giờ phút cuối cùng. À, nó sẽ tạo lập thành cảnh cho tâm của mình. À, để đưa chúng ta đi tới những cảnh giới tái sanh. À, đó là cái vấn đề được gọi là cái nguyên nhân ba thuộc về nghiệp tướng. À, nghiệp sanh, nghiệp sanh thứ ba và nghiệp tướng như vậy. Rồi tới cái nghiệp sanh thứ tư về thú tướng, tức là Gatinimitta, tức là thú tướng. Thì trong cái thú tướng này cái gì, nó chúng tôi nó có cái quen một người đó là ba của bạn, ba của anh bạn, tức là giờ phút gần giờ phút lâm chung mà ông thấy những cái cảnh giới sắp sanh vô. À, rất là ghê gớm, thấy ngạ quỷ, thấy này kia. À, thì những cái thú tướng này nó phát sanh trong giờ phút cận tử của mình. À, nếu mà mình thường xuyên làm ác đó, thì những cái cảnh giới tái sanh nó sẽ hiện, như là cảnh giới địa ngục, lửa địa ngục, hoặc là cảnh giới rừng rú hoang vu, hoặc cảnh giới mà những cảnh giới hoang tàn này ha, phát sanh để cho mình sanh làm những cái chúng sanh ở trong những cảnh giới đó. À, hoặc là cái nếu mà sanh là người thì mình thấy cái bào thai của mẹ. À, thấy thai bào của mẹ. À, hoặc là thấy những cung điện của vua, những vườn hoa cây trái trên cõi trời vân vân. Thì đó là những cái thú tướng. Thú tướng đây là cảnh giới, cảnh giới để báo trước cho mình sẽ tái sanh vào đó. À, nếu mà mình làm những việc tốt đẹp thì giờ chót nó sẽ hiện lên những hình ảnh chẳng hạn như là
thấy cõi trời hoặc là thấy những cái cảnh giới tốt đẹp, mình sẽ được sanh vào. Thì đó là cái được gọi là cái thú tướng. Còn nếu mà sanh vào cõi dữ thì nó sẽ ra những hình ảnh như là lửa địa ngục, hoặc là thấy ngạ quỷ Atula, hoặc thấy những cảnh giới rừng núi ma quỷ nào, thì nó sẽ bị tái sanh vào những cảnh giới đó. Nó đi theo tùy theo cái nghiệp của mình. Đó là những cái thú tướng này, nó là những cái dấu hiệu, những cái cảnh giới mà chúng sanh mình phải bị sanh vào. Nhưng mà cũng chưa hẳn là hoàn toàn mình bị lệ thuộc hoàn toàn trong vấn đề đó nha quý vị. Nếu mà mình có thể kịp thời mình chuyển tâm được, nếu mình thấy cảnh xấu đi chẳng hạn, mình thấy cảnh lửa địa ngục đi, thì mình chuyển tâm liền lúc đó, mình tự nghĩ qua nó tới cái đối tượng là chư tăng chẳng hạn, những cái y vàng giống như lửa không, thì mình nghĩ qua chư tăng, nghĩ qua những cái phước mình cúng dường nha, thì mình có thể chuyển đổi tâm mình từ cái bất thiện thành thiện, và mình có thể thoát khỏi cái thú tướng này. Nhưng mà mình nói thì nói dễ, nhưng mà thực sự rất là khó trong cái vấn đề này ha. Thì trong cái bốn cái nghiệp này đó, thì cái nghiệp mà thứ nhất, thứ nhì, hai cái là do những cái nghiệp và nghiệp tướng nó phát sinh, là cực trọng nghiệp và thường nghiệp đó, thì nó phát sinh, nó hiện ra trong cái ý căn của mình, tức là ở trong 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 đầu của mình á, nó hiện trong đầu mình, những cảnh cảnh trong đầu thuộc ý căn thì nó hiện khởi ra trong đó. Còn cái nghiệp tướng á, đó là cái nghiệp tướng thì nó hiện khởi ra một trong sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ủy luôn. Tức là nghiệp tướng là những cái mà hình ảnh này kia nọ, con dao mà thấy chậu chậu bông, hay là thấy những cái cảnh này cảnh kia đó, thì gọi là nghiệp tướng, thì nó hiện khởi ra có thể là một trong sáu căn luôn, nó tùy theo. Còn cái thú tướng đặc biệt cái thú tướng nó tức là cảnh giới mình sắp tái sanh vô đó, thì nó luôn luôn nó hiện, nó là một cái loại sắc, tức là loại sắc tướng nó hiện khởi trong cái dạng mà sao trong trong sách chú giải người ta nói là thuộc, nó thuộc dưới dạng giống như là mình đang chiêm bao theo như mơ mơ màng màng mình thấy những cái cảnh giới đó, và mình sẽ bị tái sanh vào đó. Đó là trong lúc mơ màng, thành ra lúc này nó khó mà cho chúng ta kiểm soát được cái dòng tư tưởng, nên là cho nên lúc mà giờ phút cận tử thì cái dòng tâm thức mình nó yếu lắm, nó tới giờ cuối cùng cái lộ cận tử nó chỉ có năm cái sát na động tác thôi, nên là nó rất là yếu. Và trước khi mà nó rơi vào trong cái năm sát na động tác đó, thì những nghiệp nó phát sinh nó làm cho cái đời sống mình nó xáo trộn rất là nhiều, cho nên đứng trước cái giờ phút lâm chung cũng không phải là chuyện đơn giản, cho nên chúng ta phải tập, mình phải tập thường thường thân duyên, tập mỗi ngày đời sống mình thường xuyên và có những cái thiện nghiệp, mình tập cho nó ra thành cái thói quen, thì mới hy vọng là giờ phút cuối cùng mình mới có thể lọt vô giống như những cái nghiệp thiện nó lọt vô trong cái giờ phút đó, thì mới may ra chúng ta được vãng sanh về nơi an vui. Chứ nếu mà chúng ta không có cái thường xuyên á, lâu lâu làm chút xíu, còn nhiều thời gian thì cứ lo đi làm ăn, lo mánh mung, lo kiếm tiền, lo những cái việc mà nặng về pháp bất thiện nhiều á, thì giờ phút lâm chung rất là khó cái thường gì. Cho nên trong cái vấn đề mà cận tử này, nó là một cái quyết định trong cái đời sống tương lai của mình. Nếu mà cận tử thuộc về thiện thì tương lai của mình nó sẽ là tốt đẹp, sanh làm người, sanh làm trời. Còn nếu mà là bất thiện thì tương lai mình là coi như là bốn đường ác đạo, tức là ghi là bốn cõi khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, là chắc chắn là không chạy ra khỏi không. Ra giờ cái sự mà ra đi, mình tính như mình không biết mình ra đi giờ phút nào, là không ai biết giờ phút nào, giống như ông mà thương buôn, ông còn khỏe mạnh mà ông đâu có biết là 7 ngày sau ông chết, thì không ai biết được ra đi lúc nào. Cho nên mỗi một ngày chúng ta khi mở mắt thức dậy, mình phải cố gắng mình giữ cái tâm mình tạo những thiện nghiệp cho nhiều, mình làm những việc thiện nhiều, suy nghĩ nhiều những thiện nghiệp, học kinh học sách, rồi mình làm những cái việc phước thiện, nhất là trong cái mùa này mình có cơ hội để mình làm rất là nhiều thiện sự, đọc kinh, rồi ngồi thiền, rồi học pháp, mình học này học kia, học Pali, học kinh pháp cú, rồi mình học ví dụ pháp vân vân,
mình học nhiều cái thiện pháp để giúp cho mình có được một đời sống tốt đẹp và trở thành một cái thường thân duyên, giúp cho mình có cái nghiệp gọi là thường nghiệp tốt đẹp. Thì giờ phút lâm chung phần tử thì mai ra chúng ta có cơ hội mình được sanh về những an vui, còn nếu không rất là khó gì, rất là khó. Mà nói về cái vấn đề mà chết là trước khi chết cần tử nghiệp mà chết ha. Thì khi chúng ta chết gì rồi nó không phải chết rồi chấm dứt, mà khi tử xong rồi nó sống trở lại, đó là mình sống lại, được gọi là tái sinh, bất đi sanh thí ha, là tái sinh tức là mình tục sinh trở lại. Thì tục sinh trở lại tức là có nghĩa rằng là do cái đời sống quá khứ của mình, với phàm phu của mình, thì khi mình tạo những nghiệp gì đó, thì khi mà giờ phút cận tử nó chết vô cái sát na tử cuối cùng là tạo tâm tử, nó sanh lên tử xong là tục sinh liền, chứ không có chờ đợi thân trung ngắm trung yết nữa ha. Khi mà tử là cái nghiệp lực trước khi mà tử, thì những nghiệp lực nó đã tạo cho nó, đã nó tìm duyên của nó để nó tìm tái sanh rồi. Thì giờ phút cận tử sanh lên cái lộ tâm xong xuôi cái sát na tử xong rồi tục sinh liền. Thì vậy gọi là tái sinh, hay nói chung là đơn giản là chúng ta sống trở lại một kiếp sống khác. Và khi sống trở lại kiếp sống khác này, nó tùy theo do cái nghiệp lực của cái giờ phút cận tử đó, nó cho mình sống trở lại. Nếu mà chúng ta khởi cái dòng tâm thức cuối cùng mà cái lộ cận tử nó thuộc về bất thiện pháp đó, tức là thuộc về những cái cảnh giới bất thiện, tư tưởng bất thiện, cảnh bất thiện trong tâm giờ phút cuối cùng, thì nó sẽ cho chúng ta tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Thì khi tâm quan sát thọ xả này làm công tác tục sinh, thì chúng ta sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, a-tu-la hay địa ngục, tùy theo cái sức mạnh của lực nghiệp lực do chúng ta tái sanh. Mà khi tái sanh như vậy, chúng ta sẽ rơi vào trong những cảnh khổ, sống trong những đời sống đau khổ, tùy theo nghiệp lực nó kéo dài bao lâu. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, tùy theo, không thể nó biết trước được. Đó là tiếp sinh bằng cái tâm quả bất thiện, tâm quả quan sát bất thiện. Còn nếu mà là tâm thiện, giờ phút chót mà khởi lên cái loại tâm thiện mà nó yếu đuối, nó yếu ớt, nó không có tâm tư, nó thiếu yếu ớt, thì tục sinh bằng cái tâm quan sát thuộc về quả thiện. Có gì đây học rồi biết là mình tục sinh bằng cái tâm tâm quan sát quả thiện, thì sanh làm người, nhưng mà được gọi là người lạc vô nhân. Đó là người đó là sanh ra là vị tật nguyền, vị này kia từ trong bụng mẹ, đó là được gọi là người lạc vô nhân. Rồi nếu mà mình làm những việc thiện tới giờ phút lâm chung, nó sanh lên lên cái tâm thiện thuộc về khá khá hơn chút, nó tốt đẹp hơn chút, nhưng mà ly trí, tức là sẽ cho tục sinh bằng cái tâm quả là những cái tâm quả thiện ly trí, cho mình sanh được làm người, nhưng mà chỉ có hai nhân, tức là vô tham vô sân, tức là không có trí tuệ, sanh làm người nhưng mà không có được có một cái phước may là có thể chứng đắc được đạo quả hay thiền định trong kiếp hiện tại này, bởi vì do cái thiếu tư, mình chỉ có tư tiền, tư hiện, tư tư khẩu mình không có, thì mình thiếu là khi mà tục sinh lại cho được cái tâm quả, thuộc về tâm quả ly trí, sanh làm người, cũng bình thường như người bình thường, chẳng hạn như chúng ta giờ đây, mình cũng không biết mình tam nhân hay nhị nhân, nhưng mà giờ mình tu mới biết được, thì mình chứng đắc được thiền được thì là mình thuộc về tam nhân, còn mình không đắc thiền được thì coi như mình chưa biết mình tam hay nhị đâu, không biết sao. Thì như vậy là khi mà tục sinh lại cái tâm quả thiện mà ly trí thì sanh làm người nhị nhân, còn nếu tâm quả thiện mà hợp trí là đầy đủ tam nhân thì mình sanh làm người tam nhân. Đó là thuộc về chúng sanh thuộc dục giới. Còn nếu mà mình đắc được thiền, mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền hạn, thì khi mình đắc được thiền nó tới giờ phút lâm chung, cái sự đắc thiền này nó trở thành là cực trọng nghiệp. Trở thành cực trọng nghiệp thì chúng ta sẽ tử với cái lộ tâm thuộc về cực trọng nghiệp đó, thuộc về thiền, thì mình sanh về cõi sắc giới, sanh về làm tục sinh cái tâm quả sắc giới, làm thiền sắc giới,
tùy theo cái phước của mình. Phước yếu thì làm phạm phú phạm phụ thiên phạm chúng thiên, khá chứ là phạm phụ thiên, mà khá chút xíu là đại phạm thiên, vân vân. Nó sẽ tăng tùy theo cái phước của người tu đó đạt tới mức độ nào, thì nó sẽ cho chúng ta tục sinh làm vị phạm thiên cõi sắc giới. Còn nếu mà đắc được vô sắc thì sanh làm những cho những cái tầm quả sanh về làm phạm thiên cõi vô sắc. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tục sinh, sự tái sinh này nó ảnh hưởng tới cái nghiệp lực của trong cái đời sống trước của mình rất là nhiều. Nó đưa chúng ta có thể trở thành người khổ, trở thành người người lạ, trở thành người nhị nhân, người tam nhân, hoặc trở thành những vị phạm thiên. Thì đó là cũng do tất cả đều do nghiệp nó làm cho ta trở thành như vậy. Rồi nói về vấn đề mà tái sinh về cảnh giới đó, như vậy chúng ta được biết là nó có bốn loại, về sanh bốn bốn loại mà về cái cảnh giới sanh. Thứ nhất là về hóa sinh, tức là về cái bốn loại sanh, tức là bốn loại mà mình sẽ sanh, mình sanh theo cách nào đó. Thì thứ nhất là về hóa sanh. Khi mình sanh ra là những chúng sanh mà sanh ra là con sanh liền đó, chứ không phải là phải qua điều kiện này điều kia, là biến cái vừa tử cái là sanh ra liền, chẳng hạn những vị chư thiên. Tức là giờ mình là người đi, mình chết sanh chư thiên đó, tức là mình tử cái là mình sanh làm chư thiên liền. Đó là hóa sanh, hoặc là những vị phạm thiên như vậy. Vừa tử cái là tái sanh liền làm phạm thiên, hoặc là những chúng sanh ở cõi địa ngục, địa ngục ngạ quỷ Atula như vậy, này cũng thuộc loại hóa sanh luôn. Ví dụ như mình một người chết thì tái sanh địa ngục, là nhiều người vừa tử tắc tử tục sinh lại là hóa sanh, là có liền. Là ở địa ngục cũng hóa sanh, ngạ quỷ cũng là hóa sanh, và Atula cũng là hóa sanh. Tức là như vậy có bốn loại sanh, tức là loại nhất là hóa sanh là những vị chư thiên phạm thiên, hoặc là những chúng sanh địa ngục ngạ quỷ Atula, thì được gọi là hóa sanh. Sanh theo kiểu hóa sanh. Nhưng mà có cái đặc biệt là những con người mà trong kinh Đức Phật có dạy, là có những con người mà sanh trong cái theo cái cách này, cách hóa sanh, trong trong thời mà trái đất mà được tạo lập đầu tiên, họ có hình tướng con người, không phải thụ thai qua lòng mẹ. Họ bất ngờ họ sanh hóa sanh, tức là những người mà ở sanh ở trái đất mà mới hình thành, thì thuộc về hóa sanh chứ không phải là sanh như mà bây giờ. Thì trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, quý vị đọc cái bài kinh đó quý vị thấy rất là tuyệt vời. Thì Đức Phật có dạy là trong lúc mà cái thế giới này nó bị mà bị hoại, nó chuyển hoại đó, thì những cái chúng sanh hữu tình, những cái sanh chúng sanh mà có tâm thức đó, thì phần lớn là sanh về cõi cõi trời thuộc về là Quan Âm Thiên. Ở đây ở cái cõi này những chúng sanh đây là họ bị sống bằng pháp hỷ, họ sống bằng ý, họ sống bằng hào quang, họ chư thiên mà họ phi hành lưu thông, mà họ sống rất là hạnh phúc an vui đó, rất là lâu. Họ sống được rất lâu. Nhưng mà sau thời gian khi mà trái đất thế giới mà là chuyển thành, thì những vị này trên đó sanh xuống, từ sanh xuống xuống như thế giới này, kia xuống sanh xuống thế giới này là họ quá sanh liền. Xuống quá sanh làm chúng sanh, làm người ở cõi này, và từ đó nó phát sanh những cái sự sống trong cái kiếp nhân loại, từ 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 phát sanh rồi mới có vấn đề nam nữ. Từ từ phát sanh rồi do quý vị đọc cái đó quý vị thấy rất là tuyệt vời trong cái sự mà chuyển tiếp lại thành chúng sanh, rồi từ đó mới có những cái sự mà sống là thành lập gia đình, thành lập nhà cửa, đẻ con đẻ cái đủ thứ vậy. Thì nó qua về từ cái vị trời là coi như thủy tổ của mình là mấy vị phạm thiên cõi quan thiên á, sanh xuống. Thì đó là những chúng sanh được gọi là quá sanh, và người con người mình đầu tiên cũng là quá sanh luôn. Không phải Adam già là chế này là đại phạm thiên, là những vị phạm thiên cõi quan âm thiên xuống chứ không phải. Đó là cái loại sanh thứ nhất là quá sanh. Rồi cái loại sanh thứ hai được gọi là thấp sanh, tức là những cái chúng sanh mà sanh ra ở những cái chỗ mà ẩm thấp đó, cái gì sanh ra những cái chỗ mà nước động, những cái chỗ ẩm thấp mà như là ruồi muỗi côn trùng hay là những con ấu trùng vân vân vân, dòi bọ cái đó,
thì đó là những cái loại được gọi là thấp xanh, tức là nó không có phải qua thai xanh mà nó có những cái nơi ẩm thấp này nó sẽ làm cho cái điều kiện để cho những cái loại nó xanh trong này đó thì được gọi là thấp xanh. Nhưng mà trong cái thấp xanh này đó, trong cái kinh có những có nói những cái trường hợp rất là lạ và đặc biệt mà mình cũng không hiểu nổi, nhưng mà mình biết là có những cái mà mình không thể nào mình biết được, tức là con người cũng có những cái loại xanh trong cái cảnh giới này, tức là cũng có con người xanh trong cái cảnh giới thuộc về thấp xanh. Giống như hoàng hậu là bớ má hoa tí thì cũng thụ thai trong cái bông sen, có cái bông sen mọc dưới nước là thì bà thụ thai trong đó, tức là không phải qua cha mẹ. Hoặc là một hoàng hậu quê luôn quá tí thì sanh trong một cái hốc cây tre, quá quá sanh mà quá sanh đâu có tự động có sắc pháp liền, đó kia mới kêu là quá sanh. Lúc đó sắc là tế lắm, sắc là sống giống như là ánh sáng, tế từ từ do tham lam, do tham dục này kia nó phát sanh từ từ, thô lại từ từ. Đọc cái bài đó sẽ thấy, đọc cái bài thì khởi tới nhân bổn trong trường bộ kinh sẽ thấy nó tuyệt vời. Đó là những trường hợp đặc biệt mà sanh những nơi ẩm thấp trong kinh chú giải cho mình thấy. Và như nàng Chin Cha đó, quý vị biết nàng Chin Cha mà du khống Đức Phật á, lạng vô chùa và lạng ra mấy tháng sau cái bụng bà bự lên đó, bà đổ thừa Đức Phật đó, thì bà đó cũng sanh ra thuộc thuộc cái dạng đặc biệt, bà sanh trong một cái me chứ không phải do cha mẹ sanh, bà sanh trong cái me. Đó là những cái trường hợp đặc biệt được xếp trong cái nhóm về quá sanh, thấp sanh. Đó là cái nguyên nhân thứ hai và cái loại xanh thứ hai. Loại xanh thứ ba là noãn xanh. Noãn xanh là trứng á, những cái loài giống như là chim sĩ điểu, rồi những loài chim gà vịt này, cái xanh bằng trứng, những loài nào xanh bằng trứng thì được kêu là trứng xanh. Bây giờ thấy là có những cái con này kia được xanh mà phải qua trứng nó mới xanh ra được, trứng xong rồi trứng đẻ ra trứng, trứng xong rồi bể rồi mới chui ra được, giống như gà vịt mình thấy đó. Thì kêu là trứng xanh. Nhưng mà trong cái chuyện mà tiền thân thời là Bồ Tát đó, cái gì người ta nói trong đó có nói về một cái người nam mà lấy con rồng, người nam mà lấy con rồng cái sanh ra một người, sanh ra người thì người này cũng sanh bằng trứng, cũng đẻ ra bằng trứng, người sanh ra bằng trứng. Thì có những trường hợp rất lạ, rất là đặc biệt ha. Đó là noãn xanh. Rồi về thai xanh, thứ tư là mình nói về tới thai xanh là cái gần gũi nhất của mình ha, là dễ thấy nhất, tức là những loài, những con người mình hoặc là những cái loài động vật, những loài động vật mà có vú được xanh là thai xanh, hoặc là có những chư thiên hạng thấp nha quý vị, chứ không phải là chư thiên là quá xanh không đâu. Những loại chư thiên mà loại ông địa tiên, thiên tiên địa tiên đó, mấy ông mà chư thiên ở cõi cây này, trong kinh nói là những ông đó cũng thuộc loại thai xanh luôn. Loại thấp nhất, cái loại mà sống chung với loài người đó, sống chung với loài thú, loài người đó. Những chư thiên đó, chư thiên địa cầu hay chư thiên địa tiên, chư thiên trên cõi cây là, ngày xưa mà những vị tỳ khưu mà tới dưới bụi cây tu tập á, cái ông kéo nguyên nhóm tỳ khưu tu thì những vị chư thiên đó trên cây mà ta thấy nó sợ quá nó nhảy xuống, không dám ngồi nữa, phá phá những vị này không cho tu. Thì mấy vị này mới về bạch Đức Phật, Đức Phật mới nói là giờ tới đó rải tâm từ cho những vị đó này kia phải tới phá người ta chỗ người ta đang ở mình tới mình phá. Thì đó là những vị chư thiên mà ở trên cỏ cây. Thì mình thấy là mấy vị thai sanh mà nó vẫn có những vị chư thiên và loại chư thiên thấp. Thì như vậy là có qua bốn cái loại, bốn cái loại sanh là quá sanh, thấp sanh, thai sanh và noãn xanh á, mình có bốn loại xanh nó như vậy. Thì cái quá xanh á, và thấp xanh á, hai cái loại này là quá xanh, thấp xanh á, thì nó không có cha mẹ, nó không có cha, không có mẹ, do nghiệp xanh thôi, thì là do quá xanh và thấp xanh. Còn cái loại thai xanh thì nó qua thai bào, hoặc noãn xanh vậy nó cũng qua qua cái con người mẹ, có nam, có trống mái đàng hoàng ha, nó mới xanh được. Chúng ta thấy là có bốn cái loại xanh là như vậy. Và cái vấn đề này chúng ta cần phải biết được là nó có cái những nguyên nhân cần thiết để cho cái sự tái xanh. Thì về mình nói về thai xanh thì những cái nguyên nhân cần thiết cho cái sự thai xanh là nó phải có ba cái điều kiện thiết yếu để cho cái sự thụ thai.
nhưng mà tự nhiên mình sanh được đâu, mà có những điều kiện thiết yếu đầy đủ, tức là điều kiện ắt có và đủ á, nó tạo nên có cái sự thụ thai. Tức là thứ nhất là người mẹ phải vừa có kinh nguyệt, rồi thứ hai là phải có sự giao phối giữa cha và mẹ nam nữ, hoặc thứ ba là phải có cái thức tái tục, là có một cái sự cái sự mà tục sinh, các bạn, sự chết và tục sinh đó. Có cái sự tục sinh đó dựa ba cái nguyên nhân này, là người mẹ có sự giao phối, có cái thức tái tục, thì ba cái này nó mới hình thành được một cái thai bào. Thì trong kinh Đức Phật cũng có dạy vấn đề này. Đức Phật nói là có ba cái sự hòa hợp một bào thai được hình thành. Nếu mà thứ nhất, nếu mà có sự giao hợp của cha mẹ, nhưng mà người mẹ không ở trong cái thời kỳ thụ thai, thì người mẹ không trong thời kỳ thụ thai, và không có cái thức tái tục thì không thể có thai bào. Tức là cái thứ nhất là có, mặc dù có cha có mẹ, đúng trong cái thời giao hợp, nhưng mà người mẹ không có trong cái thời kỳ thụ thai, và cái thức tái sanh không có, không có hiện tiền, không có mặt á, thì không thể có sự hình thành của thai bào. Rồi cái thứ hai, có cha mẹ giao hợp và người mẹ trong thời kỳ thụ thai, nhưng mà không có cái thức tục sanh, không có cái thức hiện tiền, không có một cái chúng sanh là có mặt trong lúc đó, tái sanh lúc đó, thì không thể thụ thai được. Tức là nguyên nhân thứ hai là dù có hai cái nhân là có cha mẹ, có mẹ trong thời kỳ thụ thai, nhưng mà không có cái thức tục sanh thì không thể hình thành được cái thai bào. Chỉ có nguyên nhân thứ ba thì khi nào có cha mẹ đang giao hợp và người mẹ trong thời kỳ thụ thai và có cái thức tục sanh, còn có người ta kêu là có những chữ người ta dùng chữ là có hương ấm, gánh thấp ba có hương ấm, thì có ba cái này thì cái thai bào nó mới hình thành. Đó là trường hợp thông thường, để chúng ta thấy là cái sự hình thành một cái thai bào là phải có những cái trường hợp như vậy, đầy đủ yếu tố như vậy nó mới thành tựu. Nhưng mà kính thưa quý vị, nó có những trường hợp đặc biệt, những trường hợp rất là lạ, chúng ta sẽ thấy. Có trường hợp là hai thời thời xưa, thời Đức Bồ Tát, thì trong trong kinh mình đọc mình sẽ thấy có những trường hợp mình không hiểu sao, nhưng mà nó là nó đặc biệt, mà đã gọi là, tức là khi một cái bào thai nó hình thành, nó không cần có cái sự giao hợp, vẫn mang thai như thường. Tức là trong cái tích truyện mà Đức Bồ Tát mà xung quanh nó xa máu, tục sinh trong thai bào người mẹ, khi mà vì cha của ông á, ông chỉ dùng cái tay ông vuốt rúng người mẹ thôi, trong cái thời kỳ bà mẹ có kinh nguyệt á, thì ông dùng tay ông vuốt như thôi là bả có bầu. Đây là cái điều rất là lạ, đặc biệt thì chúng ta thấy, hoặc là mẹ của Đức Vua là Chân Đá Bát Châu Tá đó, cảm thấy tự nhiên hưng phấn, thì khi mà có con rết bò ngang bụng như vậy đó, bò ngang bụng như vậy, bả trong cái thời kỳ bả thọ thai, cái bả có bầu luôn. Tức là lúc bà đang hưng phấn vậy đó, thì bà bị dính. Tức là có những trường hợp rất lạ, rất là đặc biệt, có như này chắc do những cái lời nguyện là gì ở trong cái thời nào đó, bị như vậy. Hoặc là thời Đức Phật có một vị tỳ khưu mang thai đó, cái này hồi xưa lúc còn này là cũng căng đó. Lúc này thời tỳ khưu mang thai là cũng căng lắm, nhưng mà khi mà biết ra được thì bà không phải là bà giao hợp với lại một vị tỳ khưu nào khác, mà bà gì bà nuốt tinh dịch của một vị tỳ khưu khác, trên cái lá y của vị đó. Mà đó kiếp trước cũng là chồng cũ của bà, vị sư đó cũng là chồng cũ, cho nên bà bị mang thai. Cho nên chúng ta thấy là rất là nhiều cái trường hợp nó lạ, không cần phải có cái sự giao hợp mà vẫn có thể mang thai được như thường. Đó là sự diễn, sự mà phát sanh có những trường hợp đặc biệt như vậy. Rồi khi mình nói như vậy thì chúng ta đi tới một cái vấn đề khác sâu hơn, tức là nói về cái sự diễn tiến trong cái quá trình tục sinh của thai bào. Cái này nó rất là hấp dẫn, rất là đặc biệt ha. Trong chỉ có trong vị pháp mà chúng ta mới thấy được những cái vấn đề này nó xuất hiện, tức là sự diễn tiến mà trong cái quá trình mà một chúng sanh mà thai, mà thuộc về tục sinh mà thai mang thai thai bào thì lúc mà tử rồi cái tâm tục sinh nó phát sanh, thì cái sắc na tâm tục sinh nó phát sanh, nó đi theo đó, nó có những cái sắc rất là cực nhỏ nó phát sanh. Sanh chung thì gọi là Kalala, tức là nõn hoàng,
Cái chất này nó là một cái chất xíu à, nó rất là nhỏ, nó cực nhỏ, người ta có thể nói là giống như là mình lấy gọng tóc mình nhúng vô dầu, mình rảy 7 lần thì còn dính lại xíu trên đầu đó. Thì cái chất này gọi là cái chất lỏng hoàng, cái chất khá lá, là chất lỏng nó rất là trong suốt. Nó xuất hiện ngay ở cái giai đoạn mà đầu tiên của cái sự hình thành của cái thai bào đó. Và cái chất này đó nó không phải là tinh tinh của cha hoặc là huyết của mẹ, mà nó là nghiệp tạo. Cái sắc pháp này nó sanh lên do nghiệp nó tạo, cho cái giờ phút đầu tiên, cái tích tắc đầu tiên đó. Thì nó là được gọi là cái chất cá lá lá. Bây giờ em biết nào. Thì như vậy là cái đầu tiên nó phát sanh cái đó. Rồi khi mà nó phát sanh vậy, khi mà vô phối hợp với lại tinh châu, tinh dịch của cha và nõn châu của mẹ, nó đủ điều kiện này kia đó, thì khi mà có đầy đủ 4 cái điều kiện là tâm tục sinh ha, rồi cái chất khá lá là cái chất nõn hoàng ha, rồi tinh dịch của cha và nõn châu của mẹ, tức là 4 cái nguyên nhân này, thì nó đưa tới cái sự phát sanh liên tục nữa, nó phát sanh những cái sắc pháp nó sanh thêm. Lúc này những sự diễn tiến của nó phát sanh trong lúc mà đầu thai, trong lúc tái sanh là giờ đầu tiên nó phát sanh đó. Thì trong lúc sự hiện khởi của những cái sắc pháp mà của một cái thai bào đó, nó phát sanh ở tuần lễ thứ nhất đó, là cái chất sắc chúng ta vừa nói là cái chất khá lá lá đó. Thì trong cái vấn đề đầu tiên nó khởi lên trong tuần lễ thứ nhất đó, thì cái nhóm mà được gọi là nhóm sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo, tức là cái sắc pháp mà do nghiệp tạo đầu tiên đó, nó sanh khởi đó. Trong cái lúc mà tâm tục sinh nó phát sanh, tâm tục sinh mình phát sanh thì cái nhóm sắc nghiệp này nó phát sanh. Đây nó gồm có 3 cái nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm thuộc về thần kinh thân, tức là sanh ra có cái chút xíu cái chất đó, đó. Thì trong cái chất đó, nó đã có cái nhóm thần kinh thân trong đó rồi, là cái nhóm thứ nhất. Vậy sanh ra một chút xíu là nó có cái thân, nó có cái thân rồi, mà nó có thân thì có thần kinh. Thì như vậy cái bọn đầu tiên sanh ra là cái nhóm thần kinh, được gọi là nhóm thần kinh thân. Rồi nhóm thứ hai là cái nhóm sắc tính, tức là nam tính và nữ tính. Thì như vậy cái đầu tiên của con người mình sanh ra đó, thì nó đã có cái sắc tính rồi, tức là đã là nam hay là nữ là nó hiện bày trong ngay lúc này rồi, tức là ngay cái sắc na tâm tục sinh đầu tiên là đã có sắc tính và cái sắc y vật, tức là cái sắc mà để cho tâm nương. Thì như vậy là nó phát sinh 3 cái nhóm: nhóm thần kinh thân, cái nhóm sắc tính và cái nhóm sắc y vật. Như thế thì cái sắc y vật này nó chút xíu cái chất nước chút xíu thôi mà đã gọi là có cái cách để cho cái tâm nó nương rồi. Thì đó là 3 cái này, nếu không có sắc y vật thì tâm không thể nương, cho nên phải có sắc y vật và cái sắc thần kinh thân, sanh ra cái sắc pháp là phải có thần kinh thân và cái sắc tính nó hiện hữu lúc đó. Ví dụ như sanh là một thằng boy thì lúc này là nó đã có rồi, chứ không phải đợi tới lúc mà 4 5 tháng rồi mình đi rọi soi mới biết. Thì nó đã quá xa rồi ha. Trong khi đó là nó đã phát sanh ngay trong cái lúc cái tâm tục sinh rồi. Nó phát sanh 3 nhóm: nhóm thần kinh thân, nhóm sắc tính và nhóm sắc y vật. Nhóm thần kinh thân đầu tiên, sắc tính và sắc y vật là 3 nhóm tất cả. Thì 3 cái nhóm này nó phát sanh đó, nó rất là nhỏ xíu, nó giống như là cái chất dịch mà nó dính chút xíu tiên khởi nó phát sanh đó. Thì nó trong suốt, thì những cái chất này rất là trong suốt, nằm trong, nó phát sanh trong liên tục kéo dài trong cái tuần lễ thứ nhất đó. Nó phát sanh từ 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 lớn, từ 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 lên xíu. Thì khi tuần lễ thứ nhất nó phát sanh 3 cái nhóm này rồi đó, thì bước qua cái tuần lễ thứ hai, bước qua cái tuần lễ thứ hai bước qua tuần lễ thứ hai thì cái phát sanh một cái loại chất khác tiếp, là kêu là cái chất áp bú đá. Cái chất áp bú đá ghi này cho cái tuần lễ thứ nhất là chất ca la lá ha, thứ nhất, thứ hai là áp bú đá. Là cái tuần lễ thứ hai, tức là qua qua cái tuần lễ thứ hai là chúng ta sẽ có cái chất áp bú đá. Thì trải qua 7 ngày đã bước qua cái tuần thứ hai đó,
thì cái chất calo lá đó, tức là nhọn nhọn vàng, nó biến dạng từ từ, nó biến dạng từ một cái chất nước lỏng chút xíu rồi đó, rồi nó lớn từ từ, nó biến dạng và nó hơi đặc xà lại, nó đặc lại và nó lớn lớn lên, nó lớn to hơn chút, lớn to hơn chút xíu thì được gọi là ấp bú đá. Lúc này cái ấp bú đá này nó có một cái màu hồng nhạt, nó có được màu hồng nhạt, thì được gọi là chất ấp bú đá. Thì cái chất này phát sinh lên đó, thì lúc này bắt đầu cái những cái sắc mà thuộc về mà dưỡng tố nó phát sinh, sự dưỡng tố phát sinh để nó nuôi cái sắc pháp được tồn tại. Thì trong cái tuần lễ thứ hai là bắt đầu cái thân của chúng sanh bắt đầu nó lớn lên chút rồi, nó thành một cái chất apuda. Rồi bước qua cái tuần lễ thứ ba, tức là từ cái tuần lễ thứ hai nó diễn tiến tiến qua tuần thứ ba thì nó phát sinh cái chất gọi là chất BC. Tuần thứ ba là cái chất BC. Thì khi mà bước qua tuần thứ ba thì cái chất ấp bú đá này nó biến dạng lần 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 lần, nó phát triển từ, từ nó bự lên, nó thành một cục thịt đỏ, nó thành một cục thịt có màu đỏ hồng. Thì khi nó thành cục thịt đỏ đó, thì chúng ta biết là nó được gọi là BC, là nó cái sắc được gọi là cái chất BC, nằm qua tới tuần lễ thứ ba. Rồi từ cái tuần lễ thứ ba nó diễn tiến lần 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 tới tuần lễ, bước qua tuần lễ thứ tư thì nó thành cái chất này khá ná. Đúng rồi, thành cái chất khá ná, tức là từ cái BC này đó nó mới diễn tiến phát triển từ từ, từ trở lên, nó cứng lại, nó chắc lại, nó săn chắc lại, trong trong vấn đề mà nó diễn tiến thì từ từ nó mới trở thành chắc lại, nó giống như một quả trứng gà. Nhưng quả trứng gà nó tròn nó chắc lên, thì chất này được gọi là chất khá ná. Rồi từ cái chất khá ná nó phát triển mỗi ngày chút 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 chút, nó diễn tiến cho tới tuần lễ thứ năm, nó phát sinh cái chất là panchasika. Cái chất này qua cái tuần lễ thứ năm, đi đi tới tuần lễ thứ năm thì cái khá ná nãy đó nó bắt đầu nó lớn từ từ, nó khởi sanh, nó rú ra năm cái nhúm, năm cái núm đấy, năm cái núm, một cái núm lớn như bốn cái núm nhỏ, tức là chất là panchasika đó, tức là nó bắt đầu rú ra, nó hình thành, nó có cái núm lớn là cái đầu, bốn cái núm nhỏ là hai cái tay hai cái chân, thì bắt đầu nó rú ra nó có năm cái, chút xíu đó là rú ra là có năm cái núm này nó xuất hiện ra. Thì từ cái này đó, thì cái chất banh chất khá này nó phát triển, nó phát triển từ từ lớn lên, hình thành lớn lên, bắt đầu nó cái thân bắt đầu rõ ra, cái tay chân bắt đầu lòi 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 từ ra, tóc bắt đầu nó cũng mọc ra, rồi lông móng nó cũng xuất hiện, bắt đầu từ từ nó hiện. Thì cái giai đoạn này nó gọi là giai đoạn mà thời tái tục của sắc pháp, nó phát sinh từ từ, từ. Ở tuần lễ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó phát triển từ từ, nó lớn lên, nó mọc ra từ từ ha, như tay chân cái bốn cái núm từ từ lún lún ra dài ra, nó mọc thành cái hai cái cánh tay rồi bàn tay rồi cái móng tay rồi chân, rồi hai cái chân lún ra cái bàn chân móng chân, rồi cái đầu từ ngày to lên cái đầu to. Thì giai đoạn này nó phát triển, được gọi là thời kỳ tái tục của cái sắc pháp, nó phát triển liên tục cho đến khi tuần lễ thứ 11. Tức là đến thứ một là bao nhiêu tháng rồi ta? Thứ một là 3 tháng hả? Gần 3 tháng, là gì cũng gần 3 tháng. Alo, bây giờ nghe mà, alo. Ủa sao không nghe? Nguyên không nghe hả? Rồi, khi mà khi mà đến tuần lễ thứ 11 thì đặc biệt là bắt đầu tới đây là những cái sắc thần kinh nó phát sanh, những cái sắc thần kinh nó phát sanh như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, bốn cái sắc thần kinh này phát sanh. Tại thần kinh thân hồi nãy mình có rồi ha, sanh là chút xíu đầu tiên trong cái sắc na tục sinh đầu tiên nó đã có cái thần kinh thân rồi. Thần kinh thân nó phát triển liên tục cho tới tuần lễ thứ 11. Thì những cái hệ thần kinh như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, tức là mắt tai mũi lưỡi đó, những hệ thần kinh nó bắt đầu phát sanh. Nó phát sanh như vậy là nó có đầy đủ năm sắc thần kinh
mắt tai mũi lưỡi và thân. À, đến cái thời gian này những cái sắc mà thuộc về cái hệ thần kinh nó sanh khởi như vậy đó, nó bắt đầu chú con cái chú sanh đó hoặc là cái người đó bắt đầu có thể có cái sự mà hoạt động, hoạt động về mắt tai mũi lưỡi thân. Nhưng mà nếu mà một người mà bị khuyết tật á, thì lúc này nó sẽ bị thiếu. Những người mà được sinh bằng người mà lạc vô nhân á, lão nhân sẽ bị khuyết, có thể là bị mù hay là bị điếc hay là những hệ thần kinh nó bị gì đó, hoặc là thần kinh thân nó bị gì đó, thì đó là bị khuyết. Rồi từ cái giai đoạn từ cái tuần lễ thứ 11 này, nó cứ phát triển càng ngày càng phát triển từ từ, từ, từ. Cho đến lúc mà lớn lên rồi kia họ sanh ra rồi sống vân vân, cho đến khi mà chấm dứt cái đời sống, thì những cái sự mà phát sanh đầy đủ về năm năm cái căn nhãn nhĩ tỷ thân này, nó phát sanh, tạo nên một cái đời sống của một chúng sanh thuộc về là thai sanh. Thì chúng ta thấy cái sự diễn tiến của cái sự mà hình thành của một cái thai bào nó rất là ngoạn mục ha, rất là chi ly, rất là vi tế mà chúng ta khó mà biết được, khó mà nhận bắt được, bởi vì nó quá nhỏ. Đó là cái cách trình bày về cách mà tục sinh bằng thai sanh. Đó là vậy. Rồi cái tới thai sanh là mình nói tới cái quá sanh, thì quá sanh là những loại chúng sanh tục sinh mà đột ngột thình lình có liền ha, và như chư thiên, chư thiên của trời dục giới, hoặc là những phạm thiên sắc giới, hoặc là những loài ngạ quỷ tu la địa ngục, những loài đó tục sinh bằng quá sanh, tức là nó quá hiện liền, tử là hiện đang có liền. Thì như vậy là tục sinh bằng cách quá sanh. Chẳng hạn như chư thiên dục giới thì họ tử họ sanh làm chư thiên thì khởi lên cái tâm tục sinh đầu tiên liền, sanh ra có những cái sắc thần kinh, có sắc tính, có sắc y vật, là những chư thiên dục giới là vẫn có sắc tính, vẫn có nam tính và nữ tính, những vị chư thiên dục giới có đầy đủ, và có chư mình hay nghe nói là thiên tử hay là tiên nữ là chư thiên dục giới đó, và có nam có nữ, là họ có đầy đủ những mắt tai mũi lưỡi thân và ý sắc đi vật và có sắc tính. Họ có chứ, có tình yêu chứ, họ có yêu, nhưng mà người dục giới gần chư thiên dục giới thì trong kinh nói là họ sắc họ tế vì tế đó, họ không có kiểu mà như con người khác vậy đó. Chỉ cần nhìn nhau liếc mắt đưa tình cái là thôi rồi, ok đó ha. Nhìn nhau đá đá làm gì nghe. Là yêu đó, xong đó là chư thiên cõi dục giới thuộc về quá sanh. Thì mấy ông mà như là Đế Thích thì kia là ông nhiều bà lắm, những tiên nữ theo hầu cũng nhiều lắm, ông giờ mà nào ông khoái là ông chớp chớp mắt là đó. Giờ mình chớp muốn lọi mắt luôn sao không thấy ai theo, mình người mình thiếu. Rồi nói về chư thiên mà có dục giới, có đầy đủ, có thần kinh, năm bộ thần kinh, có sắc tính, có sắc y vật luôn. Rồi chư thiên cõi sắc giới, tức là những vị mà thiền á, những vị chư thiên về cõi trời, cõi trời sắc giới á, thì họ chỉ có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thôi, như vậy họ chỉ có mắt tai thôi, họ chỉ thấy nghe thôi, họ không có thần kinh tỷ thiệt thân, không có đó. Bởi vì họ do họ tu thiền, họ ly những cái sự mà dính mắc về tỷ thiệt thân, họ không còn có sự ham muốn về những cái đó nữa, là do nên sanh về cõi phạm thiên sắc giới, họ do ly dục ly ác có thực pháp mà sanh là đó, họ chỉ có thấy để mà nghe để mà hoạt động thôi, cho nên cõi này không có những hệ thần kinh kia, mặc dù vẫn có đầy đủ, cũng sanh ra cũng có hình tướng, cũng có mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ như người, nhưng mà cái hệ thần kinh không có thôi. Chỉ có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thôi. Thì như vậy. Tức là bây giờ mình thấy là ở cõi dục giới thì nó có sắc tính, nhưng mà cõi sắc giới, phạm thiên sắc giới thì không có, chỉ có tỷ thiệt thân, tức là có thần kinh, không có sắc tính, không nói lắc lập lưng, tức là bốn cái mà tỷ là mũi ha, thần kinh mũi, thiệt lưỡi thân là thân, và sắc tính là nam tính nữ tính không có ở gọi sắc giới,
là gọi sắc giới thì chỉ có nhãn nhĩ thôi, còn về những cái thần kinh kia không có, và nam tính nữ tính cũng có luôn, tức là cõi trên cõi trời sắc giới thì ta không có liên hệ gì tới vấn đề sắc tính đó, giới tính không có. À, cho nên đối với cõi sắc giới này, những vị phạm thiền người ta sống bằng thiền định, sống bằng pháp hỷ của thiền, là họ không có những cái nam tính và nữ tính. À, đó là cái vấn đề. Nhưng mà cái điều đặc biệt như vậy thấy những vị phạm thiên gọi sắc giới là họ không có thở, họ là điều đặc biệt như vậy, nó không có hơi thở, mà không có vật thực luôn, không có thở, mà sống bằng thiền thôi, họ không không có thở như người mình, cơ thể họ vi tế mà họ không cần phải có hơi thở. À, còn cái sắc vật thực nó không có luôn, không cần phải vật thực nuôi, mà họ sống bằng pháp hỷ, bằng hỷ lạc do thiền ha. Dục giới sanh, việc sanh. Sao mình biết được? Mình đâu gặp đâu mình biết, thời nay mình gặp mình biết chứ, thế mình gặp người đó mình hỏi mình biết chứ. Hỏi lý lịch biết chứ. Sanh từ hoa sen hay sanh từ trong cây tre, cây trúc chứ. Người đó nếu mình gặp mình hỏi chẳng biết. Như bà như bà chim cha mới sanh trong cây tre vậy đó. Đâu có cha mẹ đâu, mà thuộc về cũng giống như là hoa sen. À. À, thì những cái vấn đề mà ở cõi sắc giới nó là như vậy không, chúng sanh mà ở địa ngục cũng vậy, chúng sanh ở địa ngục cũng là quá sanh luôn, điều quá sanh. Nhưng mà ở chúng sanh ở cõi địa ngục kính thưa gì, cõi địa ngục thì có đầy đủ, có đầy đủ là có đầy đủ sắc về thần kinh đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là đầy đủ, sắc tính cũng đầy đủ luôn, và sắc y vật cũng có luôn, tức là chúng sanh, những chúng sanh ở cõi khổ đầy đủ tất cả như là một người bình thường, không có bị khiếm khuyết bất cứ cái gì ha, không có bị khiếm khuyết bất cứ cái căn nào. À, cho nên đây là cái vấn đề mà đặc biệt chúng ta cần phải biết cái này, bởi vì sao trong kinh nói là những chúng sanh này phải có đầy đủ như vậy, để bị trả nghiệp, để phải trả những nghiệp ác mà họ đã làm, bây giờ phải bị những thứ này. Rắn là nõn xanh mà, rắn xanh trứng mà. Đúng rồi. Đó, nói về những chúng sanh nó gọi địa ngục, ngạ quỷ, Atula nè. Những chúng sanh này có sanh ra có đầy đủ hết. Những sắc thần kinh, sắc tính, sắc ý vật có đầy đủ hết. Sanh ra là phải chịu trả những nghiệp, cho nên phải mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, ném, thân, xúc, chạm. À, gây là phải bị những cái nghiệp đó, chứ không có bị khiếm khuyết, bị các căn. À, cho nên đây là cái là cho nên không phải đầy đủ các căn là tốt, chỉ ở các căn mà có người tốt thôi, nhưng mà cõi địa ngục ngạ quỷ là thôi xong thôi. Đó là cái tục sinh bằng hóa sanh, rồi tục sinh bằng thấp sanh, cái chót là tục sinh bằng thấp sanh, tức là loài những loài sanh ẩm thấp, những nơi ẩm thấp nó phát sanh phát triển, ở nơi mà giống như là thấp như nước động nước này cái đó, do của những cái loài giống như là côn trùng, những loài này cái xanh này loài thấp xanh. À, đó như vậy thì những loài thấp xanh này nó sanh ra như vậy là từ những cái nơi mà hôi hám nơi ẩm thấp này kia, nó phát triển về những cái sắc pháp, nó cũng phát xanh cũng giống như cái loài thai xanh vậy thôi, nó cũng xanh ra sắc giống như thai xanh, nhưng mà cái duy nhất của nó là nó khi mà nó sanh ra, khi mà cái thời sanh khởi đó nó có cái sắc vật thực là nó nuốt nước miếng vào, nó là làm vật thực đầu tiên để mà nó nuôi dưỡng cái thân xác đó. Đầu tiên như vậy thì như vậy là ở cõi dục giới thì mình có đủ, ở dục giới mình có noãn sanh, thai sanh cũng có, thấp sanh cũng có, hóa sanh cũng có, tức là ở cõi dục giới mình nó thì có đủ hết, sanh bằng trứng cũng có nè ha. À, sanh bằng thai sanh cũng có, sanh bằng thấp sanh cũng có, bằng quá sanh cũng có. À, thì như vậy người mà con người mình hả thì không không có giới tính, bị nghiệp, bị nghiệp sanh mà không có là loại hàng hàng giữa đó, thì đó là do nghiệp, là có thể có cả hai hoặc là có thể không có. À, có nhiều trường hợp đó, đọc cái phần đó coi trong chú giải của ghi hay thôi, còn động cũng lớn. Đấy, chúng sanh có những cái bộ phận sinh dục đó, có chúng sanh thì nó có hai bộ phận sinh dục luôn. À, có nhiều cái rồi, còn chư thiên thì khác, chư thiên sắc sắc tế ta không có
nam tính nữ tính, nó sanh cái sắc họ giống như ánh sáng thôi, họ sống bằng ánh sáng hào quang, nó khác cái người bình thường mình nhiều lắm. À, cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là ở cõi dục giới của mình thì nó có đủ sanh bằng trứng, có những loài sanh trứng như là rồng, rắn, rết, những loài gà, vịt, chim, nõn, hoặc là thai sanh như là người, hoặc là thấp sanh, những loài ẩm thấp, hoặc là quá sanh, là những vị chư thiên thấp, vị chư thiên rừng này kia đó, hoặc là những loài chúng sanh, quỷ, Atula, súc sanh, là những loài sanh quá sanh. Còn cái cõi sắc, cõi trời sắc giới thì là sanh quá sanh, cõi vô sắc thì cũng là quá sanh. À, nhưng cõi vô tưởng cũng là quá sanh nha quý vị. À, cõi sắc á, thì cõi cõi sắc giới á, thì là có tưởng, thì sanh quá sanh. Cõi sắc giới mà vô tưởng á, sắc giới mà vô tưởng thì cũng là quá sanh luôn, nhưng mà không có tâm sanh, đó là chỉ có một cái sắc pháp thôi. Yên là giống như búp bê này, không? Còn cõi trời vô sắc á, thì không có sắc sanh, nhưng mà cũng là thuộc là quá sanh, nhưng mà sanh không có sắc pháp nó phát sanh. À, thì tóm lại chúng ta thấy có rất là nhiều cách, nhiều loại để cho chúng ta biết là có những cái sự tái sanh như vậy. À, kính thưa quý vị, đó là hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một cái đề tài chết như thế nào và sống trở lại như thế nào. À, đó là chương trình để đóng góp cho hôm nay, mong cho tất cả chúng ta luôn được an vui, sống lâu, sức mạnh, sắc đẹp và có trí tuệ, sớm thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả hai. Dạ, mô bích thai giá, đặt mô tham bài, đặt mô sạc ngài. Rồi, xin trả mic lại cho nhà. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng chính vi kính tri ân thầy kinh đã giảng cái bài hôm nay rất là hay. Con nhìn lại thấy giật mình luôn thầy ơi. Quay lại cái giờ nó qua cái vèo phong quý vị rất là mau luôn. Thầy giảng quá trừng hay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Con thời để dành thứ sáu nếu có giờ thì hỏi thầy. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng bích tài cho sư ạ. Mô Phật. Thay mặt lớp học thầy cảm ơn thầy kinh rất nhiều, thầy đã từ bi hoan hỷ chia sẻ Phật pháp hôm nay. Sư thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ, người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cái sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua ta sanh ti quy hà ra qua si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca rôn tê ta quy hà ra măng đa lê thế ra cha mẫn cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca
ya ni căn tham ma wa răng pa tân cha tê sam bê bi đông kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang phô hô tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô Sambe bi tham ma cha ri no gu tinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di te y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta oan tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta oan tu nha ta vô y đăng nô nha Ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô Ý đăng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Cha con xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ năm, là cũng là sáng thứ sáu ở bên Việt Nam, sẽ được sư Pháp Tính diễn giải cho chúng ta về môn 12 nhân duyên. Và Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.